Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị đoạn thiên tiểu thuyết. Bạn ơi, bạn lại nở nào? của nhà văn Nguyễn An. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1932. Người đọc Thái Hoàng Phi. đêm 4 tháng 5 là đêm hội chợ phụ nữ của bà Nguyễn Đức Nhuận sáng lập để lấy tiền giúp hội dục anh. 6 giờ khai cuộc, âm nhạc đánh thôi rập rền, đèn đốt sáng tờ ban ngày. Người đi lần lượt, xe hơi xe ngựa đậu thật chật đàn. Chàng Lưu Văn là người ở tỉnh Biên Hòa, cũng vì lỡ hội khả gì nên chàng vào hãng sặc ne làm thơ toán. Tuổi vừa 23, tướng bộ nghiêm trang mà gương mặt có hơi buồn một chút. Chiều 4 tháng 5 chàng dùng cơm thật sớm Thay quần đánh áo Có hơn 2 giờ đồng hồ Nhắm gương cho mãn nhãn Rồi chàng mới chịu đi Ra đường kêu xe kéo ngồi Phách đốc Ngước mặt lên trời coi bộ tự toại lắm Chàng lưu văn đến nơi là khai cuộc gần rồi Nên chàng lật đật chen vào đám đông Đận mua giấy vô cửa Chen vô gần tới cửa mua giấy Mà thấy cô Ngọc Dân cũng đứng mua giấy phía bên kia Vì bị đông Nên cô phải đứng sớ rớ bên ngoài Chàng Lưu Văn vừa ngó cô Ngọc Dân Cô chiếp miệng cười duyên Và mượn mua giấy giùm Mua giấy xong rồi thầy trao cho cô Ngọc Dân một miếng Cô bèn móc túi đưa năm cắt lại thầy Thầy từ mãi Cô quyết không nghe Rốt cuộc thầy phải buộc lòng lấy tiền lại Vào trong xem mấy gian hàng đều có thầy theo sau Cô tưởng tượng trong trí Thầy Tư, bạn của chồng mình Sau nay làm gì mình đi xem hội chợ Mà thấy theo mình hoài Hay là lần lượt đi tới chỗ bán giấy bông, có bốn năm thầy chơi theo điệu tay, nắm bông giấy rải vào mình cô Ngọc Vân. Không hiểu thầy Lưu Văn đi sau tư tưởng cách nào mà thầy lại thốt lời quá đáng cùng cô. Cô cứ vì cây, bởi vì có tôi dùng thủ đoạn với nó mà. Kìa trước mặt có diễn đàn, công chúng đang nghe bà Phan Văn Gia nói về vấn đề phụ nữ giải phóng. Cô Ngọc Vân đi ngay vào chỗ phe nữ tử mà đứng, đang nghe cho rõ mãn cuộc diễn thuyết cô ngọc dân đi ra ngay cửa mà về không ngó tới mấy gian hàng chi hết cô ra khỏi cửa lại nghe tiếng kêu đằng sau nhỏ nhỏ cô ba cô dây lại thì thấy thầy tư lưu văn đi gần tới thầy hỏi cô bây giờ cô về nhà sao cô ngọc dân chưng hửng liền đáp tôi phải về nhà tôi chớ kẻ đi trước người đi sau không ai hỏi ai điều chi cô ngọc dân đi thẳng qua đường pierre blanton tức là đường bà huyện thanh hoa ngày nay quẹo qua đường lacant con đường lacant là một con đường vắng vẻ không ai qua lại hai bên đường khách trồng cải dài theo đường lúc bấy giờ đã khuya cảnh vắng đi người chiếc bóng cô ngọc dân đi trước thầy tư lưu văn cách chừng hai chục thước cô lầm lũi đi cô ba xin cô dừng bước lại cho tôi tỏ nỗi niềm ngọc dân nghe đằng sau kêu Cô ngụ ý biết chắc là thầy tư lưu văn chứ không ai Cô bỏ lầm lũi đi hoài Đến chỗ cây vong tàn che rậm rạp Thì thầy tư lưu văn đã theo kịp Cô ngó qua không đầy hai thước Thì bóng thầy tư gần kề Chết nổi chưa Cô mới hỏi thầy tư Vậy chớ thầy theo tôi làm gì Tôi có câu chuyện Muốn tỏ cùng cô mà Mà sao đó thầy Mà trở ngại có một điều là Từ thầy ba mà ra Sao vậy thầy Tôi tỏ thật với cô Xin cô chớ phiền Thầy ba là người đã có vợ rồi Vì cha mẹ thầy đương lo vợ cho thầy ở bên nhà Và thầy là hạng người hay lường gạt những hạng gái tơ Làm cho mất trinh mất tiếc Rồi đành bỏ người ta Cô coi phải là ác không Nay mà tôi nói là một sự cứu cô khỏi đường lầm lạc Xin cô luận có nên tách thầy mà kiếm nơi cho xứng đáng không Vì quá yêu cô nên tôi cho cô hay trước Thầy nói có mấy lời dùng nắm tay cô Ngọc Dân làm cho cô hết thế dùng dậy mà đứng chần ngần giữa lộ cô cúi mặt xuống đất ra tuồng e lệ một chập lâu cô ngọc dân mới thốt lời đêm đã khuya xin thầy về nghỉ chừng ấy thầy mới chịu buông tay cô ngọc dân ra đêm ấy thầy tư lưu văn về nhà khoan khoái trong lòng thao thức cả đêm không ngủ được giấc nào đúng bảy giờ thầy đi làm việc trưa lại thầy không ngủ thầy định ra một kế muốn nói chuyện cùng cô ngọc dân Thầy viết thơ nói mượn cô Ngọc Dân Đưa dùm người tình của thầy là cô Hường Một buổi tối lúc 7 giờ Thầy tư lưu văn dùng cơm dừa xong Thầy thay đồ mát đi thẳng lại Thầy ba mai qua Ở đường Vạc Đông Tức là đường Lê Văn Duyệt Nay là đường cách mạng tháng 8 Là nhà chồng của cô Ngọc Dân Vừa bước vào phòng khách Thì hai vợ chồng thầy ba đang dùng cơm đằng sau Đứa nhỏ ở đang ngồi trước cửa ngõ Thấy có khách dội bước ra chào Chào thầy Ừ Thầy mày có ở nhà không giá dạ, mắt dùng cơm với cô tôi đằng sau Xin thầy chờ một chút Thầy kéo ghế ra ngồi Mắt dòm lên tường Thấy ảnh của cô Ngọc Dân đương cười duyên Thì Phúc nhớ hôm tối Tại hội chợ phụ nữ Càng tọa chí nơi lòng hơn nữa Thầy thầm nghĩ Nếu thầy được gần cô Dầu tốn hao bao nhiêu cũng dám Một chập lâu nghe tiếng dép đằng sau đi lên Thầy tư khấp khởi mừng thầm Chắc là cô Ngọc Dân lên Nên thầy vừa ngó xuống thì một bàn tay trắng trẻo dán mạng bước ra cúi đầu chào thầy tư thầy tư lưu văn thi lễ xong đoạn hỏi không biết có thầy ba ở nhà không dạ thưa có mới vừa nói đoạn thầy ba ở dưới nhà bước lên miệng cười tay bắt tay thầy ba và nói bonjour bạn thầy tư cũng đáp bonjour anh và nói rằng sao lâu quá anh không lỡ nhà tôi nay tôi buồn thấy trời có trăng lại rủ anh đi hóng gió chơi cho khỏe đi thì đi Chờ tôi thay đồ một chút Nói đoạn bước vào buồn Cô Ngọc Nhân thấy thầy Tư lưu văn lại Cô chào rồi bỏ ra ngoài hàng ba mà đứng Chừng nghe tiếng thầy ba nói đi thay đồ Thì cô đoạn bước vào Lại bàn sốt một tách nước khói lên nghi ngút Để trước mặt thầy Tư và mời uống Thầy Tư chiếp miệng cười Thì cô Ngọc Dân cũng đôi chồng lưng lẻo Thấy một đôi trai gái chẳng biết nghĩa tình làm thế ấy Mà thầy ba nào hay biết gì cả Khổ cho việc nhà thầy gần biến cãi Mà thầy lại không hay thầy ba vừa tắm rửa thay đồ mát trong buồn bước ra thì thầy thấy vợ thầy có cầm một tấm giấy hình như cái thơ tay thầy dùng hỏi thơ chỉ đó mình thơ của thầy tư mượn đưa giùm cho cô tám hương lại nhà chơi hởm đó nghĩ là việc nhỏ bỏ qua thầy ba chẳng nghi ngại điều chi bởi vì thầy tư với mình là bà con cô cậu một cái bàn nhỏ hai thầy ngồi uống rượu mát tại cột cờ thu ngữ chuyện trò coi bộ thân mật câu chuyện lại qua coi rất nên đầm ấm trên trời bỗng dần vũ mây tuôn đen mịt khiến cho khách ngao du phải nông nã về nơi hai thầy từ nhau ai về nhà nấy đây xin nói qua sự tích của thầy ba thầy ba mai hoa gốc thầy ở tại biên hòa làng bến cá vì lỡ vận khoa thi nên thầy qua sài gòn kiếm công việc làm thời may sở bảo thủ khuyết một người thơ ký nên thầy đâm đơn vào xin làm không mấy lâu thầy vào ngạch nhà nước đổi thầy đi mỹ tho đâu được một năm rồi trở về Sài Gòn được vài tháng nay. Thầy gặp cô Ngọc Dân là khách làng chơi mà thầy nào rõ biết. Thầy mướn phố độ vài tháng này, ăn ở với cô Ngọc Dân đầm ấm tình thương, lai láng tràn trề, mà rồi ngựa quen đường cũ khó ngừa. Cô tư tình cùng thầy tư Lưu Văn đã trót mấy tháng, mà thầy ba Mai Hoa có rõ hay một ít gì đâu. Sự kinh nghiệm kia giàu thánh thần cũng khó mà hiểu được. Nói qua thầy ba Mai Hoa đi chơi với thầy tư Lưu Văn về đến nhà thấy vợ thầy còn trong đèn đợi thầy Thầy bước vào thấy vợ chống tay lên trán Coi bộ suy tính vị chi lung lắm vậy Cô Ngọc Dân thấy chồng về Thì bước thẳng vào buồn mà nghĩ Thầy ba Mai Hoa thấy vợ buồn Liền kêu ra mà đàm luận việc đợi cho giải khuây Này mình Mai đây là ngày lễ Phan Tư Cốt Tôi nghĩ làm việc hai ngày Tôi tính tôi với mình về thăm vị của tôi tại Biên Hòa Vậy mình lo sắp đặt đi Đặng mai đi cho sớm Cô ba Ngọc Dân trả lời Thôi mình hôm rày tôi khó chịu trong mình quá Đi xa sợ e cảm gió Vậy thôi tính đi một mình về thăm cho tiện hơn Để tôi ở nhà lo việc nhà Tôi đi cũng không ít gì Tôi muốn mình đi chứ Nói gì tôi đi một mình thì tiện rồi Cô nói giọng nhõng nhẽo rằng Người ta không muốn đi thì thôi ép hoài Nói thì nói chứ mình không đi thì thôi kế hai vợ chồng thầy ba vào buồn an nghỉ Bởi thầy thương cô quá nên chiều ý vợ Muốn gì được nấy Sáng ra thầy thức dậy sớm Sửa soạn xong thầy xách nón ra đi Cô Ngọc Dân thấy chồng đi rồi Thì móc túi lấy một miếng giấy nhỏ ra xem Thì sắc mặt lộ vẻ hân hoan Chím chím miệng cười Coi bộ vừa lòng thích chí lắm Cô bèn kêu đứa nhỏ ở bảo Thầy mày đi ít nào mai mới về Vậy ngày nay không làm công việc gì Tao cho mày nghỉ đứa nhỏ cúi đầu dạ rồi xách nón đi về một giờ sau có một cái xe máy hiệu anson Deluxe một người mặc một bộ đồ tay trắng xuống xe xăm xăm đi ngay vào nhà cô ngọc dân dừng xe vừa xong bước thẳng vào trong cô ngọc dân đang ngồi coi cuốn bài ca giọng cổ sài gòn cổ mới vừa ca câu đầu kế thầy tư lưu văn bước vào cô để cuốn bài ca xuống mà đứng dậy chào thầy thầy tư lưu văn miệng cười kéo ghế ra ngồi dựa ngửa cô ngọc dân rót nước mời thầy giải khát và nói ở nhà tôi mới đi về bên nhà hồi sớm nay nhầm lễ nghỉ đặng hai bữa chắc thầy cũng nghỉ trong hai ngày vậy hả thầy phải đa hồi nãy tôi mới bước vào tôi nghe cô ca hay quá xin cô ca lại một bài nghe chơi tôi đâu biết ca thầy thôi sẵn có đợn đây cô ca một bài giọng cổ theo điệu kim thời tôi đờn nghe chơi mà thì thầy đờn đi rồi tôi ca theo mới được thầy tư lưu văn tay vối lấy đờn mắt liếc cô ngọc dân mà cười cô cũng cười duyên làm cho thầy thấy cái nét cười phúc động tâm tình ca vừa dứt bài giọng cổ thì tình tâm sôi nổi tràn trề khó mà dằn cho lại thầy tư lưu văn liền ôm cô ngọc dân vào lòng mà tỏ tình luyến ái càng khoái càng hay động đào bẻ quế mãn cuộc hoa đào liễu ngõ thầy tư lưu văn mới về lại còn kỳ hẹn tối đi xem hát quảng đông vì có anh kép bên tàu mới qua đóng vai xuất sắc thầy bà đi biên hòa gì sao mà về sớm quá chuyến xe tối sáu giờ đã tới sài gòn kêu xe thẳng về nhà thì thấy nhà đóng cửa thầy có bụng sinh nghi thầy bèn đi chơi chín giờ thầy về đứng rình bên hè nhà tới mười một giờ đà trong mỏi mắt muốn đi chơi nữa xong thầy nghĩ suy sao thầy đứng lại đó độ năm phút thì có hai cái xe kéo vừa để gọng ngay nhà thì có một người mảnh mai yểu điệu và một người đi đứng trang hoàng là cô ngọc dân với thầy lưu văn chứ ai Thầy ba thấy vậy mồ hôi ra ướt cả áo UV Hai mí tóc mai chảy có giọt Thầy ráng dằn xuống mà không sao dằn được Thầy mới nhảy ra điểm mặt thầy tư lưu văn và cô Ngọc Dân mà rằng Đồ khốn nạn, gian phu dâm phụ, bắt được rang rang Dài qua cô Ngọc Dân, mi phải ra khỏi nhà Cô Ngọc Dân và thầy tư hết nói, đứng sững sờ như trời trồng Thầy ba bèn nói tiếp Chú là người có học thức Sao mà làm điều khốn nạn đến thế này Tôi nghĩ tình bà con không thể nói nặng lời Lúc này thầy ba giận dữ mới nói Tôi dùng thủ đoạn này mà răng chú Đoạn thôi vào mặt thầy tư lưu văn một thôi quá mạnh Làm cho thầy bất ngờ phải trúng ngay sống mũi Máu ra lai láng Té quỵ xuống đất chán dáng mặt mày Thầy ba mai qua vô nhà Hồi lâu trở ra thì thấy thầy tư lưu văn còn nằm mà rên Thầy thấy động lòng thương nên cúi xuống đỡ thầy tư lưu văn dậy Mà rằng Bạn ơi Bạn lại nở nào Làm chuyện như vậy thì xấu hổ muôn ngàn Tôi dặn được không thôi thì còn chi là tình bằng hữu, xin bạn chưa hết chuyện.